Thái Lan bắt giữ một nữ nghi phạm giết người hàng loạt bằng cyanua. Đại tá Anik Kausubap, phó chỉ huy bộ phận trấn áp tội phạm, cho biết nghi phạm đã lạm dụng lòng tin của các nạn nhân và dụ họ làm công đức và dùng bữa với mình. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ nghi phạm nữ có biệt danh Am Sianai trong quá trình điều tra hàng loạt vụ tử vong liên quan đến chất độc cyanua, xảy ra từ cuối năm 2020 đến ngày 14 tháng 4 vừa qua tại nhiều địa phương của nước này. Tối ngày 29 tháng 4, Đại tá cảnh sát Anik Kausubap, phó chỉ huy bộ phận trấn áp tội phạm, đã trình bày chi tiết về việc bắt giữ Sararat Jangsikuthapon, 36 tuổi. Nghi phạm đối mặt với 10 cáo buộc, chủ yếu là giết người có chủ ý, với hầu hết nạn nhân là phụ nữ. Ngoài ra, Sararat còn bị cáo buộc trộm cắp liên quan đến cái chết của một phụ nữ ở Ratchaburi ngày 14 tháng 4 vừa qua. Đại tá Anik cho biết các nhà điều tra đang xem xét các nhóm cho vay có thể liên quan đến Sararat vì nhiều nạn nhân đã thiệt mạng, từng chuyển nhiều tiền cho đối tượng này trước khi qua đời. Ông Anik cho biết nghi phạm đã lạm dụng lòng tin của các nạn nhân và dụ họ làm công đức và dùng bữa với mình. Nghi phạm Sararat đã bị bắt tại khu phức hợp chính phủ trên đường Changwatthana ở thủ đô Bangkok hôm ngày 25 tháng 4 và hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Tài huấn Phụ nữ Trung ương.